Xin chào anh chị em, hôm nay Duy sẽ review Survivor mới và 3 perk mới. Perk thứ nhất là Inner Focus, tập trung sâu thẳm. Chức năng thứ nhất của nó là chúng ta có thể nhìn thấy dấu vết Scratch Marks của các Survivor khác trong vòng 32m. Bất cứ khi nào một thằng Survivor đang trong trạng thái lành lặn mà chuyển qua trạng thái bị thương, hoặc là đang từ trạng thái bị thương mà qua trạng thái nằm đất trong vòng 32m thì Aura Killer sẽ hiện lên trong vòng 5 giây. Perk thứ hai là Residual Manifest, kê khai sót lại. Sau khi làm mù Killer thì Killer sẽ chịu hiệu ứng Blindness trong vòng 30 giây. Khi lục lọi một chiếc hộp mà đã được mở sẵn ấy thì chắc chắn là sẽ lục ra đèn pin. Nhưng mà mỗi trận thì chỉ đảm bảo là ra đèn pin một lần mà thôi. Còn perk thứ ba là Over Jealous, hăng hái thái quá. Sau khi phá một tô tầm thì tốc độ sửa máy của mình được tăng 6%. Nhưng mà perk này sẽ mất hiệu lực nếu mà chúng ta đang trạng thái lành lặn mà bị thương, hoặc là đang trạng thái bị thương mà chuyển qua trạng thái nằm đất, bất cứ hình thức nào thì perk này cũng sẽ mất hiệu lực luôn. Và giờ ok, bắt đầu thôi. The Game Gideon Meet Play, nhà máy thịt Gideon, trò chơi. Và là bước 1 thôi, nhảy tủ kích động để gọi anh ấy tới. Khóa luôn, khóa lại. No, 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 không có chuyện tele tủ đâu bạn ơi. Anh ơi, anh sao anh không tới hả anh ơi? Chán thế nha, khóa luôn, bực rồi. Chị Mac bị dí rồi, bây giờ mình sẽ đi theo hỗ trợ chị Mac. Vào, vào, anh ơi. Mấy anh không quan tâm luôn, anh dí chị Mét thôi, chán thế nhờ. Nhảy tủ bực. Oh shit. Inner Focus Value. Đến pin. Ý giời, quá dễ. Inner Focus Value. Nhờ soi aura mà em Duy đã đèn pin được. Ui cái khói nó xuyên tường luôn kìa. Giờ nhìn nó biết đây lầu hay không luôn. Ui Mét tham lam không chậm ván, thôi đợi cho nó một cái vậy. Holy shit. Oh no, nó vẫn dí Mac kìa. Ui, inner focus value. The beat. Ui, giời ơi, má. Game lại dễ. Lại dí Mac tiếp à? Chán đấy nhờ. Inner focus value. Wow, knife phone. Hiểu lại, hiểu lại. Oh, this. Mẹ bứt lông thằng kia rồi, nhầm rồi. Oh shit, bóp giải tim, sorry tim nha. Giờ anh ấy qua chơi mình luôn. Ui, 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 nó nhảy tủ nha. Hên quá, mình khóa tủ đầu game, giờ có lợi chưa? Không là ăn đập rồi đấy. Chạy em đi. Anh chơi mình luôn. Lúc ở đây hai vòng. Chạy. Duy sẽ fake ván này, fake. Đập luôn. Thôi ván là này phải đập thôi, tôi sẽ không fake nữa. Whoop. Đèn pin. Hội người mù Việt Nam. Ồ, anh lạc, anh lạc, anh lạc. Giờ qua chỗ này. Đập ván luôn. Chết rồi chưa. Flashlight. 3 chain done. 3 máy đã xong. Ê hình như không ai sửa máy cả, bọn này đi theo mình để đi chơi à. What the fuck. Chưa ta mày ơi. Lại nằm rồi. Mới cứu xong. Xuống hầm lục đường đây. Rồi lại chết. Chán thế nhờ. Unlock Medkit. Ready to manifest value. Lục ra đèn pin. Value. Uầy, nó tới luôn kìa, what the fuck. BBQ à. Fake một cái nhẹ nè, quay vòng là sợ liền. Lần thứ hai thì sẽ đập bởi vì thằng này biết rồi. Đập. Úi giời ơi, đập ván, đập ván. Giờ đến lúc
dân của gym. Thôi không kịp mà đập ván luôn. Anh ơi, cay chưa? Ăn ván nhiều cay vẽ lìn. Đứng đây cho anh thấy. Giờ qua đường lúc chỗ U, nó sẽ vòng qua này. Tiếp ngay mà ta sẽ double back về. Chạy một vòng. Úi, úi my game. Holy shit. Mày được đấy, con chó này. Rồi, thằng này phá cửa này là sai bét rồi đấy. Phá cửa thì làm thêm vòng nữa. Duy sẽ núp nha, đợi nó tới gần rồi lòi ra đập. Thế nó mới gọi là mẹ may game. Lại trả cái. Lên cầu thang, lên tầng 1. Uầy. Mà anh đứng sau lưng mình à. Flash Death Hat. Úi giời ơi, giống Arun chưa. Đèn pin Death Hat không ai ngờ được luôn. Không ngờ pha đó nhảy tụ lên luôn ạ. À. Sợ thật sự. Đỉnh đây, đỉnh đây, đỉnh đây. Được. Đập ván luôn. Mày đừng cái nhây với tao con ơi. Game lại dễ qua dí leo rồi. Ừ, dí leo thật. Dí leo, dí leo. Nightfall sập tối. Đi tiếp anh dí mình rồi. Ở đây không có ván, hơi toàn. Còn đập hụt. My game. Điếc. Chán mày lìn nữa chứ. Đèn pin. Ồ, không đèn pin được. Thôi lên nó. Cay quá. Tưởng dí leo chứ. Mình đi theo mình đèn pin ai ngờ nó dí mình. Chó. À quên nhỉ, đang trong sập tối là nó thấy aura sau sáng của mình. Nên nó nhìn thấy là mình biết mình ở đó luôn. Chán thật sự. Rồi lại chơi mình tiếp. Đi một vòng quay lại đập ván. Ui, respect à? You respect. Respect. Dí mình nữa không? Hình như gì được khác. Ừ. Ui. À, không, 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 tưởng nhảy tụ tụ ra chứ. Hên quá. Ê, hình như. Sao mà cảm giác là mình dí mình ấy nhỉ? Ui dồi ôi. Chết mẹ nó teleport. Thôi chết mẹ rồi dưới này đúng không? Thôi sao? Toa. Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Ui, đập ván. Không được. Không blind được luôn. Chết cha rồi. Mình biết là này nó teleport đến tụ rồi mà không xử lý kịp ấy. Đập ván. Fake. Rồi toa. Ui, 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 ui. Cay quá nhờ. Đồ ăn treo luôn. Thành kêu lèo. Thôi chạy chạy chạy, nó tới, nó tới, nó tới, nó tới, nó tới. Diss nó ngoài luôn. Làm gì, what the fuck, mình làm gì vậy? No, chết mẹ rồi. Diss. Không có đâm, chết cha rồi, không có đâm. Không có đâm, không có đâm. Chết cha, chết cha. Ui, cái gì đây? Ui, nó có Mori, what the fuck. Thôi anh ơi. Trời sao thằng chó leo ra, cút mẹ mày đi. Diss. Nó còn. Thôi, cố gắng hết sức rồi nhưng mà tụi kia không sửa máy thì chịu thôi. GG's. GG's. Garden of Joy. Khu vườn vui vẻ. Thôi vẫn là bước 1 thôi. Vóc cửa sổ để gọi đại ca tới. Đại ca tới luôn. Rất nhanh chóng và không lề mề. Ủa, đại ca my game, my game, my game. Đại ca giờ là đi ngược lại. Vào cửa sổ không? Đại ca không vào. Đại ca đi ra đường ngoài. Vào. Lần này thì đại ca vào theo. Cách nào thì cũng vậy thôi à. Vào theo hay không vào theo thì cũng chả bắt được.
Đại ca chán rồi đúng không? Đại ca chán rồi. Hiệp 2. Vào thì đại ca tới tiếp. Một One Chandon. Một máy đã xong. Ui dồi ôi, đại ca giờ lại vào theo vào cửa sổ. Ô ô ô ô. Đồ my game. My game ác thật. Vào cửa sổ. Úp. Giờ đại ca lại đi đường ngoài vào. Thì cũng vậy thôi à. Chả khác gì. Rời lúc luôn. À, mọi người chưa biết thì biết nha. Con này đang vào cửa sổ là không chiếu được nha, đang bị bớt. Còn đập ván thì vẫn chiếu bình thường. Blind. Ủa đâu rồi? Alo, hình như sau lưng mình đúng không? Đúng rồi, sau lưng mình. Jump scare mãi lên. Fake cái nhẹ này. Mày chết. Đèn pin hội người mù Việt Nam. Trên. Trên. Ôi, tụ nào đấy, tụ nào đấy, tụ nào, what the fuck, tụ nào đấy. Kinh đi, mẹ tụ đằng sau à, xui quá. Ô, double back nha, double back. Thôi, không mang game cửa sổ nữa, mang game cửa sổ chỉ còn cứt thôi. Đợi double back không? Không, double back. Tu chén đần, hai máy đã xong, blind. Cố lên, chạy 5 máy nào, let's go. Lại jungle gym chữ T. À đúng rồi, jungle gym dài. Ui, đừng lúc là siêu mạnh luôn anh em xem duy lúc này. Vào ở đây. Rồi, tới đi bạn ơi. Let's go. Nó mà chạy đường này thì anh chị em sẽ vào về chỗ này cho Duy. Úp. Rồi. Phách cái sổ, dead hot. Easy. Đập ván. Không đập ván. Rồi anh em vào về cửa sổ cho Duy tiếp. Úp. Cửa sổ đã khóa thì mình tiếp tục qua cửa sổ bên kia tiếp. Quá dễ, đường lúc này siêu mạnh. Đinh đinh đinh. Úp. Da da. Đập ván. Blind. Anh lạc rồi, anh lạc rồi, anh đánh thường kìa. Đéo hiểu. Đèn pin siêu cấp, đèn pin thủ. Anh bỏ mình chưa ta? Nhìn em mình gì đúng không? Anh bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Á đù, mà anh nhảy tủ à, giật cả mình. Húp. Thôi, húp. Về đường lúc này là mày chết mẹ mày với tao rồi đấy. Four chain done. Bốn máy đã xong. Máy cuối anh Thiếm ơi, máy cuối nè. Ây dồi ôi, kinh thế nha. Anh dí mình trong ta. Hay là anh dí thằng Ui sập tối. Bên anh ơi. Ủa chết mẹ được, cái main mình, cái main này mình không biết lúc ạ. Cửa sổ đâu, cửa sổ đâu, what the fuck, cửa sổ đâu. Oh, what the fuck. Ui giời ơi, chán thế nhờ. À, cái main Duy chưa biết lúc. Chán quá anh em ạ. Holy shit. Đề nghị anh chị em vào giải cứu tổng thống. Một đập. Chán quá. Mà anh cứu vào cứu cẩn thận chứ. Đợi em heal xong rồi chứ. Rồi bốc luôn. Chạy 5 máy nhá. Như này không còn chạy 5 máy này là chịu đấy. Câu thời gian 5 máy luôn. Đến lay game mới dỗi nó đứng im luôn là hiểu rồi mà. Rồi thả xuống luôn. Không biết bắt ở đâu. Thằng này đần rồi. Vãi lìn. Hát đi ngồi đằng sau mà con thằng này cũng không biết luôn ạ. Thế chịu rồi đấy. Bốp này thì không biết. Này này thì không biết. Help me, thank you. Anh em ơi, xuống hầm giải cứu tổng thống anh em ơi. Nó chơi duyên anh em ơi. Đập ván. Rát chưa. Anh về kìa. Rồi tụi mai xuống rồi. Rồi để Duy cứu 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 Duy
xuống hầm, xuống hầm. Thôi anh chết mẹ anh thấy rồi. Thôi đập không, có đập không? Không đập. Anh build kia đi, anh build ơi, em che cho. 1080 có che. Let's go. Cùng thoát khỏi hầm lolly. Vào đi. Úp. 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 Game lại dễ. Heal cho X thôi. Sập tối. Anh chơi game lại rồi. Nãy anh AFK một tí. Phá tô tầm để lấy Over Zealous Value nhưng không được. Anh này tinh quá. Oh shit, bị my game. Không death hard được. What the fuck. Chán thế nhờ. Thôi ngồi giờ ngồi nằm recover đã. Hát đi heal ta, hát đi ơi. Ui rồi, đập tủ. Úi rồi. Cứu đi. What the fuck. Sao mày nhát thế. Keep this. Cứu tao X ơi. X cứu tao. Đấy phải thế. Vậy thằng cái con killer còn my game mới sợ chứ. Chịu. Không vào. Biết mà. Lừa đúng không. Dead hard. Một pha dead hard đi vào lòng người. Rất là chuẩn. Vào. À không, quá lại đã, đéo cho anh teleport luôn. Anh ơi, làm mình làm hiệp nữa rồi mình nghỉ nào. Ờ, anh chơi mình rồi. Anh đâu rồi, anh đâu rồi. Ô. Vào. Úp. Có ván đây. Stun. Không sờ stun được. Thôi anh chán rồi, chán quá. Ôi anh may game chết đấy, anh chán. Chết mẹ. Đa 60 không được. Thôi ao thôi. Hát đi, không cần block tao đâu, hát đi rồi. Đi đạt. Chi chi. Chi chi. 5 game chơi. Easy.